giờ nó như Ngọc lần trước ấy là bị xóa video rồi ấy. Đó, ăn trộm nhà quyền đấy, thật đấy. Ngọc chứ bị đuổi ấy. Video còn nhạc ấy bị đuổi. Thật ra hỏi nhờ, sao nhỉ? Chị nào nhìn thấy em thì cho em xin một chấm nhá. Em chào chị Ốc Phương Anh ạ. Chào 6 tình yêu đang xem. Chiều hôm nay sao em vẫn like và hiểu tình yêu nhá. Còn rất là nhiều siêu phẩm đang đợi các tình yêu đấy ạ. Em chào chị Lâm Mỹ Anh nhá. Bảy tình yêu đang xem livestream ạ. Chị nào nhìn thấy em thì cho em xin một chấm các tình yêu nhá. Nhìn thấy em thì hãy cho em xin một chấm nào. Khi nào đạt mốc 300 lượt chia sẻ ạ và 100 lượt view có tình yêu nhá. Em xả toàn bộ váy, xả toàn bộ chân váy với giá cực kỳ sốc luôn này. Nhanh tay lên nào có tình yêu ơi, chia sẻ lá trên cho em đi nào. Chia sẻ lá trên cho em thật nhiều có tình yêu nha. 6 tình yêu đang xem livestream ở đây ạ. Chị nào nhìn thấy em thì chấm cho em một chấm các tình yêu nhá. Khi nào mà đạt mốc chia sẻ và đạt mốc người xem ạ, em báo toàn bộ với giá sốc các tình yêu nhá. Báo toàn bộ với giá sốc đi ạ. Em chào chị Nương Định ạ. Các tình yêu ơi, chia sẻ nhiều lên cho em đi nào. Chia sẻ thật nhiều lên cho em cho các trang hội nhóm này. Và 50 lần cho các trang hội nhóm ấy sẽ tặng ngay quà các tình yêu nhá. Tặng quà cho những chị nào chia sẻ đủ 50 hội nhóm và 10 lần trên trang cá nhân đấy ạ. Chia sẻ cho em đi nào tình yêu ơi. Buổi sáng ngày hôm nay là có một chị may mắn nhận được một chiếc váy em đang cầm tay với giá 9k rồi đấy ạ. Chiều ngày hôm nay em vẫn muốn tặng quà cho các tình yêu nhá. Chia sẻ thật nhiều lên cho em đi nào. Nào tình yêu ơi, chia sẻ cho em thật nhiều lên cái tình yêu nhá. 5 tình yêu đang xem ở đây ạ. Hôm nay sao em vẫn còn nhiều quần váy các tình yêu nhá. Quần váy này, chân váy bò, chân váy von đều có hết đấy ạ. Nhanh tay chia sẻ để cùng săn những chiếc quần váy với giá cực kỳ sốc là tình yêu ơi. Nhanh tay chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ thật nhiều lên cho em tình yêu nhá. 34 lượt chia sẻ rồi ạ. Chia sẻ ra các tình yêu ơi, chia sẻ cho em thật nhiều nữa nào. 300 lượt chia sẻ này và 100 lượt view các tình yêu nhá. Em xả toàn bộ luôn với giá sốc đi ạ. Xả toàn bộ với giá sốc tình yêu nha. Chia sẻ thật nhiều lên cho em đi nào tình yêu ơi. Em chào chị Hà Sinh nha. Chị Hà Sinh ơi, chị yêu chia sẻ lá chim cho em thật nhiều lên nào. Khi nào đạt mốc 100 lượt view và 300 lượt chia sẻ ạ, em xả toàn bộ với giá sốc tình yêu nhá. Xả toàn bộ với giá sốc đi ạ. Chỉ từ 9k của em váy tình yêu nhá. Nhanh tay lên nào ạ. Chia sẻ lá chim cho em thật nhiều lên nào. Nhanh tay nào các tình yêu ơi, chia sẻ lá chim cho em thật nhiều lên nào. Tình yêu đang xem livestream ở đây ạ. Chị nào nhìn thấy em thì có thể cho em xin một chấm các tình yêu nha. Điệt này. Em chào chị Hà Sinh nha. Chị Hà Sinh vào tiếp tục săn các siêu phẩm nha chị Hà Sinh ơi. Vào chia sẻ và cùng săn những siêu phẩm chân váy các tình yêu nhá. Với giá cực kỳ sốc ạ. Ok, em cảm ơn chị Hà Sinh nha. Nhanh tay chia sẻ cho em đi nào. Ok, em cảm ơn chị Lâm Mỹ Anh nhiều ạ. Các tình yêu ơi, chia sẻ lên cho em thật nhiều nào. Khi nào mà đạt mốc chia sẻ, đạt mốc người xem ạ, báo ngay về giá sốc tình yêu nhá. Báo ngay về giá sốc ạ. 49k các tình yêu nhá. Khi nào mà đạt mốc 100 người xem, em báo ngay về giá 9k luôn ạ. Nhanh tay lên nào tình yêu ơi. Chia sẻ cho em thật nhiều nữa nào. Các tình yêu phải chia sẻ nhiều thì các tình yêu mới có cơ hội mua được chiếc váy em đang mặc với giá 9k tình yêu nha. Nhanh tay lên nào tình yêu ơi. Năm chị đang xem livestream ở đây. Các tình yêu phải chia sẻ thật nhiều lên cho em ạ. Chia sẻ thật nhiều. Chia sẻ càng nhiều thì các tình yêu không bị ẩn comment này, vừa có cơ hội nhận quà các tình yêu nhá. Nhanh tay nào tình yêu ơi, chia sẻ cho em thật nhiều nữa nào. Em sẽ tặng ngay chiếc váy em đang mặc với giá 9k tình yêu nha. Chiếc váy em đang mặc cho những chị nào mặc có cân nặng từ 45 cho tới 55kg mặc vừa đấy ạ. 55kg mặc vừa em này tình yêu nhá.
Với em ấy đang mặc thì các tình yêu mặc đi làm công sở, mặc đi chơi đều ok hết đấy ạ. Thiết kế dập hình này quá đẹp luôn đấy ạ. Bỏ quay về cực kỳ tiếp không lại nhanh tay nào các tình yêu ơi. 10 phút nữa em bắt đầu bán hàng tình yêu nhá. 10 phút nữa em bắt đầu bán hàng đấy ạ. Các tình yêu mời thêm bạn bè, mời thêm người thân của mình vào cho em đi nào. Đạt 50 lượt view, 200 lượt chia sẻ bên em bán luôn ạ. Đạt 50 lượt view và 200 lượt chia sẻ bên em bán giá sốc luôn các tình yêu nhá. Bán giá sốc luôn các tình yêu nhá. Nhanh tay lên nào các tình yêu ơi, chia sẻ nhiều lên cho em đi nào. Chia sẻ thật nhiều lên cho em các tình yêu nhá. 50 lượt view ạ. Và 300 lượt chia sẻ các tình yêu nhá. Bán với giá 49k. Xả sốc luôn ạ. Xả sốc với giá 49k các tình yêu nhá. Chiều hôm nay về vẫn còn rất là nhiều váy đấy ạ. Vẫn còn 5 cho em quần váy nữa đang đợi các tình yêu đấy ạ. Nhanh tay các tình yêu nhá. Lâm chị đang xem và chia sẻ cho em ạ. À. Mời bạn về và chia sẻ cho em đi nào. Đạt 50 lượt view và 200 lượt chia sẻ, bên em sẽ bán đồng giá luôn ạ. À. Bán giá sốc luôn các chị yêu nha. Chỉ từ 9k thôi các chị yêu nha. Và đạt 200 lượt chia sẻ, bên em sẽ tặng luôn chiếc váy bạn màu lam mặc với giá 9k. 200 lượt chia sẻ tặng ngay chiếc váy bạn em bạn màu lam mặc với giá 9k các tình yêu nha. 200 lượt chia sẻ sẽ tặng ngay chị yêu. Chị nào chia sẻ nhiều comment cho em ạ. À. Các chị yêu và chia sẻ cho em nào. Và comment 9k kèm theo số điện thoại ạ. Comment 9k kèm theo số điện thoại cho em nào. Chị nào đã chia sẻ comment 9k kèm số điện thoại tình yêu nhá. Em sẽ kiểm tra người chia sẻ đấy ạ. Nhanh tay nào tình yêu ơi, chia sẻ ra chi cho em thật nhiều nên ạ. Các tình yêu muốn nhận được chiếc quần váy em đang ở trước chân váy em đang mặc với giá 9k thì các tình yêu hãy chia sẻ thật nhiều lên giúp em các tình yêu nhá. Chia sẻ thật nhiều lên giúp em đi nào. Tháo. Ok chị Năm Nghi Anh ạ. Chia sẻ kèm ra 9k các tình yêu nhá. Comment 9k kèm ra số điện thoại ạ. Khi nào đạt mốc 50 lượt view này và 300 lượt chia sẻ em sẽ bốc thăm các tình yêu nhá. Nhanh tay lên nào các tình ơi, comment 9k kèm nó số điện thoại cho em đi nào. Vẫn còn rất là nhiều phần quà hấp dẫn đang đợi các tình yêu săn đón đấy ạ. Vẫn còn rất là nhiều phần quà hấp dẫn đang đợi các tình yêu săn đón các tình yêu nha. Nhanh tay nào tình yêu ơi. Chia sẻ livestream cho em thật nhiều đây nào. Có rất là nhiều quần váy này. Hôm nay đã chuẩn bị rất là nhiều phần quà để tặng các tình yêu. Chuẩn bị rất là nhiều phần quà để tặng các tình yêu đấy ạ. Các tình yêu ơi, chia sẻ livestream cho em với anh như nào. Chia sẻ livestream cho em thật nhiều các tình yêu nhá. Chia sẻ livestream cho em thật nhiều như nào. 6 tình yêu đang xem livestream ở đây ạ. Khi nào đạt mốc 300 lượt chia sẻ ạ. Đạt mốc 300 lượt chia sẻ ạ. Và 50 lượt view em tặng ngay với giá 9k các tình yêu nhá. Tặng ngay với giá 9k đấy ạ. Rất là nhiều phần quà hấp dẫn đang đợi các tình yêu đấy ạ. Chị nào mà chia sẻ đủ 50 hội nhóm ạ. Đủ 50 hội nhóm và 10 lần sinh nhật trong đó như là inbox trực tiếp cho bên em ạ. Em sẽ tặng ngay tình yêu nhá. Tặng ngay một chiếc quần đấy ạ. Nhanh tay lên nào. Có rất là nhiều quần váy rất là đẹp đang đợi các tình yêu đấy ạ. Nhanh tay nào các tình yêu ơi. Sao em vừa bung kiện các tình yêu nhá. Sao em vừa bung kiện này còn rất là nhiều quần váy này. Nhanh tay nào các tình yêu muốn nhận quần váy này, chân váy đang mặc thì để hãy comment các chị nhá. Comment cho em số điện thoại kèm theo 9k đi nào. Ok ạ, em cảm ơn chị Nguyễn Kim ạ. Các chị vào comment 9k kèm theo số điện thoại nào các chị yêu ơi. Ba chị đang xem ạ, các chị yêu vào mời bạn về và xem ạ. Đạt 200 lượt chia sẻ và 50 lượt xem em sẽ tặng luôn chiếc váy bạn mẫu đang mặc với giá 9k các tình yêu nha. 9k chiếc quần bò jean này. 50 lượt view thôi ạ. Em chỉ cần 50 lượt view và 300 lượt chia sẻ ạ. Em sẽ tặng ngay 9k tình yêu nhá. Tặng ngay 9k cho tình yêu là may mắn nhất đây ạ. Nhanh tay lên nào tình yêu ơi, chia sẻ lại chị cho em thật nhiều lên nào. Chia sẻ cho em thật nhiều các tình yêu nhá. Các tình yêu chia sẻ cho em chưa ạ? Tình yêu ơi, chia sẻ lại chị cho em là mời bạn bè, mời thêm người thân của mình vào cho em đi nào. Các chị yêu ơi, dường như lượng người của chúng ta không thể nào tăng lên ạ. 50. Các chị ơi, mới có 50 lượt chia sẻ thôi ạ. Thế này làm sao mà em bán được với giá 9k đi ạ. Các tình yêu phải chia sẻ livestream cho em thật nhiều các tình yêu nha. Chia sẻ livestream cho em thật nhiều nữa nào. Các tình yêu phải chia sẻ thì em mới có thể bán được những chiếc quần váy với giá 9k được chứ ạ. Nhanh
tay chia sẻ cho em đi nào. Nếu không thì em không thể nào tặng quà cho các tình yêu đâu ạ. Ba chị đang xem ạ, các chị yêu vào chia sẻ và mời bạn bè vào cùng xem livestream đi nào. Mời bạn bè vào xem đi ạ, đạt 50 người xem, 200 lượt chia sẻ bên em xem. Em sẽ tặng luôn chiếc váy bản mẫu đang mặc với giá 9k các chị yêu nha. Chiếc quần váy bản mẫu mặc là chiếc quần jean ạ, váy jean các chị yêu nha. Tặng ngay một sản phẩm bất kỳ nào với giá 9k cho những chị nào may mắn nhất trong buổi livestream ngày hôm nay đấy ạ. Nhanh tay nào tình yêu ơi, chia sẻ livestream cho em thật nhiều nữa nào. Nhanh tay nào các tình yêu ơi, chia sẻ đi nào. Ba chị đang xem livestream ạ. Hiện giờ chúng ta có lượng người xem livestream rất là ít, cho nên em sẽ không thể nào tặng quà được cho các tình yêu đâu ạ. Các tình yêu phải chia sẻ thật nhiều lên cho em các tình yêu nhé. Chia sẻ thật nhiều lên cho em đi nào. Nhanh tay nào các tình yêu ơi, chia sẻ livestream cho em thật nhiều lên nào. Các tình yêu muốn em bán hàng nhanh thì các tình yêu hãy chia sẻ thật nhiều lên cho em nha. Chia sẻ thật nhiều lên cho em đi nào. Tao ơi, tao nhanh tay nào. Khi nào mà chị nào mà đã chia sẻ đủ 50 hoặc 70 nhóm ạ và 10 lần trên trang cá nhân thì các tình yêu chụp lại màn hình và inbox lại cho shop em, các tình yêu nhắc tặng ngay mấy em chân váy cho chị nào may mắn nhất đây ạ. Nhanh tay nào tình yêu ơi. Chia sẻ cho em nhanh lên nào. Buổi sáng ngày hôm nay là có rất là nhiều chị may mắn nhất được nhận chiếc váy em đang cầm tay đấy ạ. Với giá chỉ 9k tình yêu nhá. Bây giờ các tình yêu hãy chia sẻ nhanh với em đi nào. Nếu không có chị nào chia sẻ thì em sẽ không thể nào bán hàng được đâu ạ. Ba chị đang xem thì em sẽ không thể nào bán hàng được các tình yêu nhá. Nhanh tay nào tình yêu ơi, chia sẻ lên cho em đi nào. Các tình yêu vừa yêu thương cho em thì hãy chia sẻ cho em. Vừa chia sẻ này vừa được nhận quà các tình yêu nhá. Chiếc váy em đang mặc này sẽ tặng cho chị nào may mắn nhất ạ. Chiếc váy jean thì cứ nhắc mặc đi làm công sở, mặc đi chơi đều ok hết đấy ạ. Em sẽ dành tặng cho chị nào may mắn nhất trong buổi livestream ngày hôm nay đấy ạ. Nhanh tay chia sẻ là tình yêu ơi. Buổi sáng ngày hôm nay đã có rất là nhiều tình yêu may mắn được nhận. Ok, cảm ơn chị Ốc Phương Anh đã chia sẻ 20 nhóm ạ. Ok tình yêu nha. Chị yêu ơi, cố chia sẻ lên 70 nhóm em sẽ tặng quà cho chị yêu nha. Chia sẻ lên 70 nhóm thì em sẽ tặng quà cho chị yêu đấy ạ. Nhanh tay nào, mời bạn bè, mời người thân của mình vào cho em đi nào. Mời thêm bạn bè, người thân của mình vào cho em các tình yêu nha. Nhanh tay nào tình yêu ơi, chia sẻ thật nhiều lên cho em đi nào. Chia sẻ thật nhiều để em có thể bán hàng luôn tình yêu nha. Nhanh tay lên nào các tình yêu ơi. Nếu lượng người của chúng ta không thể tăng được mà cứ giữ nguyên con số 4 cho tới 5 người thế này thì em sẽ không thể nào bán hàng được đâu ạ. Các tình yêu ơi, chia sẻ thật nhiều nữa nào. Tăng mốc của người xem của chúng ta lên các tình yêu nhá. Tăng mốc người xem của chúng ta lên đi ạ. Khi nào mà đạt mốc 300 lượt chia sẻ ạ, 300 lượt chia sẻ và 30 lượt view thôi, em vẫn tặng quà cho các tình yêu nha. 30 lượt view đây ạ, em chỉ cần 30 lượt view thôi nào. Các tình yêu ơi, chia sẻ lại trên giúp em thật nhiều nữa nào. Mời bạn bè, mời người thân của mình vào cùng săn quần váy các chị nhá. Cùng săn quần váy này, chân váy với giá cực kỳ sốc các tình yêu nha. Nhanh tay nữa nào. Chia sẻ nhanh tay cho em đi nào các tình yêu ơi, chia sẻ thật nhiều nữa nào. Các tình yêu đi đâu hết rồi ạ? Các tình yêu vào chia sẻ giúp em nhá. Bốn chị đang xem và mời bạn bè ạ. Mời bạn bè vào xem là chúng ta cùng mời bạn bè vào xem và chia sẻ các tình yêu cùng nhận quà nào. Cùng nhận chiếc váy em đang mặc với giá 9k tình yêu nhá, chỉ từ 9k mỗi em váy thôi ạ. Chia sẻ nhanh tay cho em đi nào tình yêu ơi. Bên em đã chuẩn bị rất nhiều quà rồi, các tình yêu đã chuẩn bị rất nhiều quà rồi ạ. Bên em chuẩn bị rất là nhiều phần quà để tặng các tình yêu mà không có chị nào chia sẻ cho em thì em cảm thấy rất là tiếc đấy ạ. Nhanh tay nào tình yêu ơi, chia sẻ livestream cho em thật nhiều đây nào. Bốn tình yêu đang xem livestream ở đây ạ. Các chị yêu có muốn nhận quà để hãy comment cho em 9k kèm số điện thoại tình yêu nhá. Chia sẻ đủ 70 nhóm thì hãy inbox cho bên em ạ. Em tặng ngay quà các tình yêu nhá. Tặng ngay một phần quà cho những chị nào may mắn nhất đây ạ. Nhanh tay nào tình yêu ơi, chia sẻ livestream cho em đi nào. Chia sẻ livestream cho em thật nhiều các chị yêu nhá. Các chị yêu ơi, em mới thấy có 56 lượt chia sẻ thôi ạ. Như vậy thì làm sao mà em bán được hàng đây tình yêu ơi. 56 lượt chia sẻ thôi, làm sao mà em bán được hàng ạ. Các tình yêu yêu thương em thì hãy chia sẻ lên giúp em các tình yêu nhá. Dường như con số người xem của chúng ta không thể nào lên được ạ. Như vậy thì em sẽ không thể nào tặng quà cho các tình yêu đâu ạ. Mời thêm bạn bè, mời thêm người thân của mình vào giúp em các tình yêu nhá. Mời bạn bè, mời người thân của mình vào giúp em đi nào tình yêu ơi.
chia sẻ thật nhiều lên cho em đi nào. Khi nào đạt mốc 30 người xem này em sẽ tặng luôn tình yêu nhá. Giảm giá sốc cho toàn bộ ạ. 49k các tình yêu nhá. 49k toàn bộ cửa chân váy tại cửa hàng đấy ạ. Các tình yêu nhanh tay lên nào. Chia sẻ cho em thật nhiều các tình yêu nha. Lâm chỉ đang xem livestream ở đây. Các chị yêu có muốn nhu cầu muốn mua quần váy gì thì hãy comment cho em xin ý kiến đi nào. Một đáp nữa em bắt đầu like tình yêu nha. Nhanh tay lên nào tình yêu ơi. Chia sẻ cho em thật nhiều lên nào. Lâm chỉ đang xem livestream rồi ạ. Các tình yêu phải chia sẻ cho em thật nhiều để các tình yêu mới có cơ hội nhận được chiếc chân váy em đang mặc với giá 9k các tình yêu nhá. Chị ơi, tình yêu ơi, chia sẻ livestream cho em thật nhiều nên nào. Chia sẻ thật nhiều các tình yêu nhá. Mời bạn bè, mời người thân của mình vào cho em đi nào tình yêu ơi. Mời thêm bạn bè, người thân của mình vào các tình yêu nhá. Nhanh tay lên nào. Em cần thêm lượt chia sẻ các tình yêu nhá. Mỗi chị chia sẻ cho em thêm một vài người bạn đi ạ. Chia sẻ cho em thêm một vài người bạn các tình yêu nhá. Cùng nhau săn chiếc chân váy váy ngắn đi em. Chị ơi, hiện giờ là em chưa lít tình yêu nha. Em đợi khi nào mà đủ lượt chia sẻ ạ. Đủ lượt chia sẻ em mới nít tình yêu nhá. Đủ lượt chia sẻ thì em mới nít đấy ạ. Và khi nào đạt mốc 300 người chia sẻ ạ. 200 thôi. 300 lượt chia sẻ và 50 lượt view ạ. Báo ngay với giá sốc tình các yêu nhá. Các tình yêu ơi, vào chia sẻ giúp em đi nào. Đạt 200 lượt chia sẻ và 50 lượt view em bán luôn giá sốc các chị yêu nha. Bán luôn giá sốc cho các chị yêu, cho các chị yêu ạ. Tri ân khách hàng ngày hôm nay luôn các chị yêu nha. Đúng rồi đấy ạ. Đạt 50 lượt view này và 300 lượt chia sẻ em bán ngay với giá sốc tình yêu nha. Em chào anh Duy nha. Em chào chị Trần Dung ạ. Chị Trần Dung ạ, săn váy chân váy hiệu với giá 9k đi nào. Vào chia sẻ livestream với em các tình yêu nhá. Chia sẻ livestream khi nào mà đạt mốc 10 người. Đạt mốc 50 lượt view này và 300 lượt chia sẻ các tình yêu nhá. Em bán ngay chiếc chân váy em đang mặc với giá 9k đấy ạ. Các tình yêu vào chia sẻ livestream với em đi nào. Vào là chia sẻ livestream cho em thật nhiều các tình yêu nhá. Chia sẻ để cùng nhận quà các chị nhá. Bởi chị đang xem rồi ạ. Bởi chị đang xem hãy chia sẻ livestream cho em thật nhiều nữa nào. Chia sẻ livestream để cùng nhận quà là các tình yêu. Bên em đã chuẩn bị rất nhiều quà các chị yêu ạ. Chuẩn bị rất nhiều quà cho các chị yêu rồi nhá. Em chào chị Trần Dung nhá. Chia sẻ 5 nhóm. Chị yêu ơi, chia sẻ 50 nhóm thì chị sẽ được tặng váy tình yêu nha. Chia sẻ 50 nhóm thì chị sẽ được tặng váy đấy ạ. Chia sẻ cho em thật nhiều nữa nào. Buổi sáng ngày hôm nay là có chị rất là nhiều chị may mắn được nhận váy với giá 9k rồi đấy ạ. Các tình yêu phải nhanh tay chia sẻ các chị yêu nhá. Nhanh tay chia sẻ giúp em đi nào. 8 tình yêu đang xem ở đây rồi ạ. Chia sẻ livestream giúp em thật nhiều các tình yêu nhá. 9 tình yêu đang xem ở đây ạ. Chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ thật nhiều các tình yêu nhá. Chị nào mà đã chia sẻ 70 nhóm thì comment cho em đã chia sẻ cả số điện thoại đi nào. Từ 50 cho tới 70 nhóm ạ. Em tặng ngay chân váy tình yêu nhá. Tặng ngay chân váy về 9k đi ạ. Nhanh tay nào tình yêu 57 ơi. 57 lượt chia sẻ rồi các tình yêu ơi, và chia sẻ giúp em nào. Mời bạn bè và chia sẻ giúp em nào. Đạt 200 lượt chia sẻ em sẽ tặng ngay chiếc váy mẫu đang mặc các chị ơi nha. Chiếc váy mẫu đang mặc. Mẫu lời qua về váy đi. Chiếc váy này cho những chị nào mặc có cân nặng từ 45 cho tới 55kg đấy ạ. Mặc đi làm công sở, mặc đi chơi đều ok tình yêu nhá. Tặng ngay với giá 9k đấy ạ. Cho chị nào may mắn nhất trong buổi livestream ngày hôm nay các tình yêu nhá. Nhanh tay chia sẻ giúp em nào. Mời chị đang xem rồi, các chị tiếp tục mời các bạn vào xem nào. Mời bạn bè của mình vào xem nào. Đạt 50 đạt 200 lượt xem và 50 lượt chia sẻ bên. 200 lượt chia sẻ và 50 lượt xem bên sẽ bán đồng giá luôn các chị nhá. Ui, mềm gì đấy? Ấn nỗi đi. Ôi giời ơi. Sao bây giờ? Mới thoát ra rồi. Sao cái gì thoát ra rồi, nhưng sao cái gì? Ông vẫn còn đấy. Vẫn còn. Để chị.